Xin chào quý khách hàng, hôm nay về rất là nhiều phụ kiện nha mọi người. Mấy bữa trước em về được đâu đó mấy chục cặp dây nói anten đó mọi người. Thì vèo, đăng video cái hết sạch. Hôm nay thì có về lại được 150 sợi nha mọi người. Thì một cặp như vậy em đang bán chỉ có 200 ngàn, có nghĩa là 100 ngàn sợi á. Thì cái sợi này em thấy rất là hiệu quả. Cái này á, trời sinh ra là nó đã có rồi, chứ không có gì mới lạ nha mọi người. Nhưng mà mấy cái đồ mà mic rẻ rẻ tiền của mình á, thì nó hà tiện tiết kiệm nên nó không có tặng cho mình mấy cái dây này. Thành ra một số tình huống khách hàng á, người ta cần gọi là cải tạo cái đường cái sóng UHF của cái micro không dây của mình á, thì mình có thể mua thằng này để mình lắp vô, để mình lôi cái anten ra bên ngoài cho nó tiện ha. Rồi hôm nay có hàng về, đăng video, quý khách hàng nào thấy thích thì vô mua ủng hộ em nha mọi người. 100 ngàn sợi giá em bán tại cửa hàng ha, không bao gồm phí ship. Chuyển khoản cũng vậy, bởi vì mấy cái đầu quỹ này gọi như là bán hỗ trợ cho khách thôi chứ lời lãi chả bao nhiêu. Và một số như mọi người thấy đầu Nutrix của bên em á, em lấy về em đăng liên tục đúng không, mà nó đi cũng liên tục. Hôm nay là hàng lại lấy về nè mọi người, hàng là không có trùng lập đâu nha mọi người. Hôm nay là hàng bên công ty giao qua nè. Thì ở đây là Canon đực cái, như mọi người thấy trên video, đực cái màu đen. Thì màu đen thì nó sẽ là chân đồng, nó mạ vàng. Cái hàng chính hãng nó là vậy nè, nó sẽ là có giá, nó cũng khá mắc nha mọi người. Thì mỗi một thời điểm nó sẽ có một cái giá tiền khác nhau, số lượng lấy thì nhiều ít nó cũng giá khác nhau, nên em không có tiện báo lên đây, để báo lên đây cũng loạn cào cào ha, cũng mệt lắm. Thì Canon thì nó sẽ có Canon đực cái trắng và đen. Đợt này về thì chỉ có màu đen, màu trắng thì em không có lấy bởi vì màu trắng còn nhiều lắm nha. Tiếp theo sẽ là cái thằng này đây nè, màu trắng nữa nè. Cái này là gửi cho khách là sẵn tiện quay video mọi người. Bọc như vậy chút xíu nữa là đặt ráp giao cho khách đi qua quận 7 nè. Này là Canon cái màu trắng ha. Thì trắng thì nó sẽ rẻ hơn cái màu đen nha mọi người. Bọc như vậy là 50 cái nè. Tiếp theo sẽ là cái này, cái gì đây, em lấy ra coi. Này là 6 ly công nha mọi người. Nè, nguyên một núi luôn nè, thấy chưa? Nhiều không mọi người? Nhiều không? Bày ra như bán hàng bông luôn ha. Vui không? Thì 6 này là 6 ly công. Đó, đầu xịn là nó như vậy. Còn đầu không xịn như nào là em không có biết ha. Bên em á, là bán tất cả các sản phẩm đều là chính hãng, ngay cả từng cái rắc như vậy cũng là chính hãng nha mọi người, chứ không có bán tầm bậy ha. Và bên em là kiên định, có nghĩa là gì, có nghĩa là từ đầu tới đuôi. Mọi người để ý theo dõi kênh của em á, là từ hồi em biết bán hàng tới bây giờ là em chỉ bán hàng chính hãng, em chỉ bán Ren nè, Nutrix, chứ không bán lọt chọt nha mọi người, không có bán tầm bậy. Rồi qua một bên đây, con này mới gấu nè mọi người, con này mới nhiều tiền nè, nhìn một đống vậy chứ tiền nhiều lắm đó nha mọi người. Nhiều tiền không? Con này là Zack Silent. Đây em bỏ lên đây cho nó dễ nha, em lấy nét một cái cho nó dễ thấy. Đây là Zack Silent NB2RX AU Silent ha, nè chữ Silent nè. Cái Zack này thì nó sẽ có cong và có thẳng, thì cong với thẳng thì nó sẽ bằng giá mấy trăm ngàn một cái nha mọi người ha. Zack Silent thì nó sẽ có cái công tắc cho cái tay em bấm này, thấy chưa? Đó, thì mình có thể cầm mình cắm trực tiếp lên nhang nhạc cụ của mình. Thì thông thường mấy khách hàng mua sản phẩm của bên em dùng chơi organ, guitar gì em thấy tà le, tất cả mọi người đều thích cái rắc này, chỉ có vấn đề chỗ là điều kiện thôi ha mọi người ha. Thì một rắc như vậy thì nó sẽ có giá vài trăm nghìn một cái nha mọi người. Đó, nhìn một đống như vậy của tôi là nhiều tiền lắm á ha, rất là nhiều tiền luôn. Bây giờ mình sẽ qua cái rắc ít tiền này cho đỡ ngán nha mọi người, để thấy cái nào cũng nhiều tiền quá thấy ớn đúng không. Rồi cái này ít tiền nè, cái này hôm nay là chỉ về được có 2 thùng thôi. Mọi người thấy đơn vị là em tính bằng bằng trăm cái chứ không phải là tính bằng cái đâu nha. Con này là NB2C, con này là Zack Ren 6 ly nè. Cái gì bán rẻ thôi, bán lẻ nha, bán lẻ thì cái 50 ngàn. Bán lẻ cái 50 ngàn, còn bán chẵn thì cứ mua chục cái thì em tính giá cho nó mềm. Đó, 200 cái là thấy cho mọi người, 2 thùng là 200 cái. Dây thì hôm nay hàng chắc cái đợt này chắc hàng xong là đú luôn, hết dây rồi. Hôm qua về Mogami rất là nhiều. Vanami thì hiện tại chỉ còn có 3 cuộn thôi nha mọi người, 2 cuộn này với 1 cuộn này. Cái này em nói thiệt á, em đăng video lên em hàng chắc khoảng chừng 2 ngày đến 3 ngày là sạch bách cái đống này luôn. Xong rồi bắt buộc là mình phải chuyển sang Mogami chứ không là hết dây rồi. Rồi tiếp theo còn một đống này nữa nè mọi người. Đây, cái này là cái gì đây? Này là sao lọt viên pin vô đây rồi trời. Nó sẽ có rắc, này là rắc 3.5 nè mọi người, 3.5 của Nutrix. Thì 3.5 Nutrix nó sẽ đắt tiền hơn Ren rất là nhiều, nó sẽ có giá
trăm mấy chục ngàn cái nha mọi người, 100 mấy chục ngàn một cái, một cái rắc á. Cái này là 3.5 nè, thấy chưa, thấy không, nhìn rõ trong video đúng không. À, tiếp theo là thằng này mới mắc tiền nè mọi người, thằng này là rắc RCA hay còn gọi là rắc bông sen, cũng là nó ha mọi người. Profi, một mã hiệu sẽ là NF2C, nó sẽ có một bộ, nó sẽ là hai cái như vậy nha mọi người, giá khá mắc luôn nha mọi người, rất là mắc luôn đó nha. Một bộ như vậy em thấy giá bán lẻ của nhà phân phối giao xuống đâu là 750 ngàn, thì ớn ăn thiệt chứ ha. Thì có nhiều đây thôi nè đó mọi người, nhẩm nhẩm thì cũng khá khá tiền ha. Rồi đây là cái gì đây, cái này là ca nông đực nè mọi người, ca nông đực nè. Một bọc như vậy thì nói chung là nó nhiều lắm ha mọi người. Thì ca nông đực nó sẽ rẻ tiền hơn ca nông cái, đực lúc nào cũng vậy, đực là đầu rẻ tiền, còn cái thì nó sẽ mắc tiền. Thì nó sẽ có trắng và đen, trắng này là nó mạ niken nha mọi người, cái thân của nó đó, thân nó mạ niken, còn cái rắc, cái chân rắc thì nó sẽ mạ bạc lên trên này ha, còn cái chân màu đen thì nó sẽ màu đen vỏ bên ngoài á, còn chân đồng thì nó sẽ là mạ vàng, thì nó sẽ có hai loại thôi đó. Thì hiện tại thì hôm nay thì nó có một số sản phẩm nó về, thì về tới đâu thì em đăng video tới đó cho mọi người biết ha. Quý khách hàng thấy thích thì ủng hộ em nha mọi người, còn không thích thì cứ like cho em cái đi rồi mình tính tiếp ha.